Xin chào, Cộng hòa Namibia là một quốc gia ở miền Nam Phi với bờ biển phía Tây giáp Đại Tây Dương. Biên giới trên đất liền giáp Zambia và Angola về phía Bắc, Botswana về phía Đông và Nam Phi về phía Đông và Nam. Dù không giáp Zimbabwe, chỉ có một khúc với chiều rộng chưa tới 200m của sông Zambezi chia tách hai quốc gia. Namibia giành được độc lập từ Nam Phi vào ngày 21 tháng 3 năm 1990, sau khi chiến tranh giành độc lập Namibia thắng lợi. Thủ đô và thành phố lớn nhất là Windhoek. Namibia là thành viên của Liên Hợp Quốc UN Cộng đồng Phát triển Nam Phi SADC, Liên minh Châu Phi AU và Thịnh vượng Trung Anh. Khoảng một nửa dân số Namibia sống phụ thuộc vào lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, quốc gia này phải nhập khẩu một lượng lớn lương thực, thực phẩm. Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản kim cương, urani, đồng, chì, kẽm, bạc, cát ni đóng vai trò quan trọng hơn cả ngành chăn nuôi và đánh bắt cá biển. Kinh tế phần lớn dựa vào xuất khẩu kim cương và urani. Namibia thuộc nhóm các nước châu Phi có thu nhập bình quân đầu người cao. Nhưng quốc gia này vẫn còn lệ thuộc vào Nam Phi và bị tác động bởi tình trạng bất bình đẳng cũng như nạn thất nghiệp. Mức tăng trưởng GDP năm 2000-2001 được cải thiện nhiều nhờ sự tăng giá của hai mặt hàng kim cương và cá. Những thỏa thuận mới đây vừa đạt được nhằm thực hiện tiến trình tư nhân hóa thêm nhiều công ty, xí nghiệp. Điều này sẽ kích thích sự đầu tư dài hạn của nguồn vốn nước ngoài. Nền kinh tế của Namibia phụ thuộc chặt chẽ vào việc khai thác và sản xuất các khoáng sản để xuất khẩu. Ngành khai khoáng đóng góp cho khoảng 20% GDP. Namibia có nguồn dự trữ dầu có về kim cương và các kim loại quý hiếm. Namibia là nước xuất khẩu khoáng sản không phải là chất lót lớn thứ tư ở châu Phi và là nước sản xuất vàng lớn thứ năm của thế giới. Ngoài ra Namibia cũng là nhà sản xuất lớn các kim loại như bạc, thiếc, chì, kẽm, wolfram. Ngành công nghiệp khai khoáng chỉ thu hút 3% lực lượng lao động trong khi gần một nửa dân số sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Namibia thường phải nhập khẩu khoảng 50% nhu cầu về ngũ cốc. Trong những năm hạn hán, lương thực trở thành một vấn đề lớn ở khu vực nông thôn. Sự chênh lệch rất lớn về GDP giữa các khu vực cho thấy sự bất bình đẳng lớn trong phân phối thu nhập. Nền kinh tế Namibia có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế Nam Phi và đồng đô la Namibia thường có tỷ lệ trao đổi 1:1 với đồng ren Nam Phi. Năm 2008, tổng sản phẩm quốc nội của Namibia là 7.781 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng GDP của nước này đạt 3,3% và GDP bình quân đầu người là 5.400 đô la Mỹ. Tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức khá thấp là 2,7% trong giai đoạn 2001 đến 2006. Tuy nhiên năm 2008, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, tỷ lệ lạm phát của Namibia lên đến 10,3%. Nông nghiệp thu hút 47% lao động và đóng góp vào 10,4% GDP. Các nông sản chính của Namibia là kê, đậu phộng, lúa miến, vật nuôi, nho, cá, dịch vụ thu hút 33% lao động và đóng góp vào 53,4% GDP. Về ngoại thương, năm 2008, Namibia xuất khẩu 2,98 tỷ đô la Mỹ theo giá vóc các loại hàng hóa. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước này là kim cương, đồng đỏ, vàng kẽm, thiếc, uranium, cá, gia súc, lông cừu. Các bạn hàng xuất khẩu chính của Namibia là Nam Phi và Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu của Namibia năm 2008 đạt 3,56 tỷ đô la Mỹ. Nước này nhập khẩu phần lớn là thực phẩm, sản phẩm xăng dầu, thiết bị máy móc, sản phẩm hóa học. Các đối tác chính mà Namibia nhập khẩu hàng hóa là Nam Phi và Mỹ. Những thế mạnh và tài nguyên, khai thác mỏ, đánh cá, chăn nuôi gia súc, du lịch và bốn ngành kinh tế mũi nhọn của Namibia. Namibia có tài nguyên thiên nhiên quý hiếm như kim cương đứng thứ năm thế giới, uranium, đồng, kẽm. Ngành khai mỏ chiếm 40% GDP gồm khai thác kim cương, mangan, đồng, sắt, uranium. Thủy sản là ngành đứng thứ hai sau khai khoáng, chiếm 1/4 GDP. Đánh, bắt cá phát triển vào bậc nhất châu Phi. Hàng năm có khoảng nửa triệu du lịch nước ngoài sang Namibia. Namibia xuất chủ yếu quặng mỏ chiếm 20% GDP và là nước sản xuất lớn thứ năm thế giới về uranium. Ngoài ra Namibia còn xuất khẩu thịt gia súc, cá, nhập lương thực và hàng chế biến. Các ngành kinh tế chủ yếu, đất đai vẫn do người da trắng chiếm 5% dân số nắm giữ. Trong khi đó 60-65% người da đen vẫn sống trong nghèo khổ. Chính phủ Namibia có ý định cải cách ruộng đất và đang tìm con đường phù hợp. Về các ngành kinh tế khác, chính phủ Namibia không có ý định quốc hữu hóa ngay để tránh xáo trộn lớn và tận dụng khả năng quản lý của nhà tư sản. Một vài số liệu về kinh tế: GDP 6,7 tỷ đô la Mỹ 2007, tăng trưởng GDP 4,5% 2007, GDP đầu người 2400 2006, nhập khẩu 2,82 tỷ đô la Mỹ 2007, xuất khẩu 2,87 tỷ đô la Mỹ 2006. Video đến đây là hết, đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.